chuyện gì hết mẹ? Tự nhiên kìa, em con hoảng loạn như người mất hồn vậy đó. Bây giờ cái gì nó cũng sợ. Thì con đừng có tự động vô phòng nó nghe. Có mỗi ba em là mất thôi à. Với lại ba hiền lắm, không có nhát ai đâu mà sợ. Em là mở nhà hợp thời điểm quá vậy. Nhà này hình như xài hệ thống cửa tự động. Tao nghĩ thằng Hoàng không có thật. Ý nó của thằng chết rồi. Điều khi nó chết ở ngay đây nè. Vậy chắc ở đây nhiều ma lắm hả chú? Ở đây người ta kỵ nó từ đó, người ta gọi là khách. Hoàng em mà tự nhiên mọi người kêu nó là khách là sao? Hoàng em của Vi á, nó là em ấy. Em ấy là gì? Là những chữ cái của tiếng Việt đó. Em giáp lại và dịch đi. Là mày. Không phải. Mặc nguyên cái quần ướt là người dính tại xôn gì ngủ ra. Ghê quá. Rồi. Trời ơi. Vậy cũng được nữa hả? Khô rồi, ngủ đi. Mùi đó. Vì đó nguy hiểm. Ta phải cứu Vi. Hiểm đó. Phải chi ở đây có màng ấy, là tụi mình biết cách trừ tà rồi. Trời ơi, kiếm đâu xa xôi. Anh cũng ngồi đứng kế bên. Còn loãng lắm. Tụi con té mét hết trơn. Còn loãng là sao chú? Con nghĩ chú phụ tụi con đi. Con nghĩ chú phụ là phụ máu chú mà. Trời ơi, tao ôm nhôm nhách mà hùng hạp dưới đây. Thôi bây giờ thế này, mình thi kể chuyện về khách đi. Đứa nào mà sợ thì nằm ngoài. Mày cứ đi không vậy, đã sợ rồi còn nằm ngoài.